Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi video clip của Trung tâm Thiết bị Âm thanh Hùng Huyền Đông Anh. Khi xem xong video clip, quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share để Hùng Huyền Đông Anh có cơ hội gặp và phục vụ quý vị nhiều hơn. Chiếc ống kính máy quay là bộ karaoke gia đình rất hay. Đây là cặp loa Audio Center, design của Tây Ban Nha. Audio Center 1330, một loa thép kèn. Cặp loa này cho chất âm rất hay, đặc biệt là âm trung, rất lợi cho tiếng micro. Cho nên khi sử dụng cặp loa Audio Center FT12 này, quý vị và các bạn hát karaoke gia đình thì sẽ không có cặp loa nào có thể vượt qua được cặp loa này. Khi ghép cặp loa Z Audio Center, Hùng Huyền Đông Anh đang sử dụng chiếc đẩy bằng chiếc công suất JBL DT6500, một chiếc vang cơ chống hú và một bộ mic không dây. Chọn bộ sản phẩm như quý vị và các bạn đang nhìn thấy, một cặp loa, một đẩy, một vang và một bộ mic không dây là 28 triệu đồng. Vâng, 28 triệu. Full bộ loa đẩy, vang và micro không dây của hãng AAP. Nếu quý vị và các bạn đang cần sắm một bộ karaoke gia đình trong dịp Noel hoặc Tết dương lịch thì xin mời đến với Hùng Huyền Đông Anh để test thử bộ âm thanh mà Hùng Huyền Đông Anh đang giới thiệu. Mọi chi tiết xin liên hệ Hùng Huyền Đông Anh, số điện thoại 0984285477, hoặc xin mời quý vị và các bạn đến xem hàng trực tiếp tại số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện bưu điện huyện Đông Anh. Xin nhắc lại, nếu quý vị và các bạn đang cần tìm một bộ karaoke đẹp, chất lượng thì xin mời quý vị và các bạn đến với Hùng Huyền Đông Anh ở địa chỉ số 10-12 ngõ 24 đường Cao Lỗ, thị trấn Đông Anh, Hà Nội, đối diện bưu điện huyện Đông Anh. Điện thoại 0984285477.